Do quốc lộ 80 bị sạt lở nên kể từ ngày 31 tháng 5, ngành chức năng đã thống nhất cho phép tạm phân luồng giao thông đi qua tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, chỉ vài ngày tại tuyến đường này đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin chi tiết từ phóng viên Quỳnh Tâm. Đây là điểm đầu đi vào tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Sau khi được phép lưu thông thì hiện phương tiện giữa các tỉnh đổ về đi qua khu vực này ngày càng khá đông. Đáng lo ngại là nhiều phương tiện chạy quá tốc độ, vượt ẩu và không đi đúng làn đường. Mới đây tại tuyến đường này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm tử vong một người. Ngành chức năng cảnh báo do dự án đang hoàn thiện các hạng mục còn lại nên nhiều khu vực bị hạn chế tốc độ từ 5 đến 60 km/h. Do đó để đảm bảo an toàn, các phương tiện qua đây phải tuân thủ đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu. Dự án đầu tư xây dựng đường nối quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên dài hơn 15 km đi qua An Giang và Cần Thơ, có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến chính thức thông xe vào giữa tháng 6 này. Việc sớm hoàn thiện đưa vào khai thác dự án này nó còn có ý nghĩa là tạo nên cái trục kết nối giao thông liên vùng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, tại một số vị trí thuộc quốc lộ N1 đoạn qua khu vực 2 xã Vĩnh Phú và Vĩnh Điều, huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện tình trạng bị khoan thủng phía dưới lòng đường để lắp ống bơm bùn đất. Chỉ một đoạn dài khoảng 6 km thuộc quốc lộ N1 đã có đến 3 điểm bị khoan xuyên ngang lòng đường bằng thiết bị máy khoan, sau đó thì đặt ống nhựa vào bên trong. Cái ống nhựa này có đường kính khoảng 40 cm, sâu cách mặt đường nhựa hơn 1 m, để bơm bùn đất san lấp các ao hồ trên bờ. Người dân lo lắng việc quốc lộ N1 bị khoan xuyên ngang sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu của công trình.